ơi, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ để cho chàng trai và hai cô gái lần lượt chạm vào nhau nhưng không được nhìn thấy, để xem là tim có đập thình thịch hay là không. Này, bây giờ Hải qua đây đứng với anh. Trước tiên là bạn gái số 1 nha. Bạn gái số 1. À, em ơi, bây giờ em sẽ muốn chạm vào đâu trên người của bạn ấy? À, nắm tay. Nắm tay, dạ. Ngoài ra còn gì nữa? Muốn rờ thử cái mặt coi cái râu muốn cỡ nào không? Muốn rờ thử râu không? Muốn. Muốn phải không em? Muốn. Rồi. Muốn. Muốn hả anh? Em muốn chạm vào đâu cô ấy? Còn em đôi môi ạ. Cái tay rờ vào môi của cổ hả? Dạ. Rồi. Được không em Linh? Được không? À, nếu anh muốn. À. Ok. Rồi còn gì nữa không? À, vào mũi, vào bàn tay. Vậy thì em đồng ý không Linh? Dạ em đồng ý. Rồi, âm nhạc. Bây giờ em sẽ muốn chạm vào đâu của bạn ấy nè, bạn nữ nè, em muốn chạm vào đâu? Dạ em muốn chạm vào tay ạ. Chạm vào tay. Má hả? Má, rồi. Còn em sao Hải? À, cũng như cô gái số 1 ạ. Cũng chạm vào môi và dạ, mũi. Môi và tay nữa ạ. À, vậy thì chúng ta bắt đầu từ tay nha. Này. Sao nói anh nghe xem cảm giác thế nào? À, về bạn gái số 1 thì bàn tay khá là mềm. À, cũng cảm giác là một người mũm mĩm khá mềm. Cô gái số 2 thì đúng là một sport girl, là có tập luyện thể thao. Ừ. Bàn tay có dấu hiệu của thể thao. Ừ. Ở đấy. Bạn ấy nói tập gym mỗi ngày 1 tiếng hồ, cuối tuần còn đi bơi nữa mà. À, em mỗi ngày em tập 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi đó. Trời ơi, cặp này mà sáp vô nhau là cả ngày nhau tập cả gym. Cả ngày gym ở trong phòng gym không à? À. Dạ. Nhưng mà khi mà chạm lên môi của các cô ấy thì thế nào? Mỗi cô gái đều cho em cái cảm giác khác nhau về cái đôi môi. Nhưng mà cái này em không chia sẻ được. Rồi. Chia sẻ thì lộ bất lợi là em hãy giữ dạ. cho mình đi dạ. anh nha. Còn dạ. bên kia sao ấy Phương ơi? À, để em hỏi nha, đầu tiên bạn nữ số 1, em cảm thấy như thế nào khi mà em chạm vào bạn nam ở trên đó? Hai tay của anh này á, rất là ấm. Rất là ấm đúng không? Dạ. Ngoài ra em có cảm thấy hồi hộp hay là tim đập mạnh không? À, cái này thì chưa biết được. À, ok, cảm ơn em. Còn bạn nữ số 3, hồi nãy lên trên em thấy như thế nào khi mà chạm vào bạn nam? Cái cảm giác đầu tiên của em á, là khi mà chạm vào tay chạm tay á, thì như là nó có một cái gì nó chung chung á, nó giống giống nhau. Có nghĩa là có tìm được điện nhất định đúng không? Dạ. À, và khi mà sờ lên lên trên má anh á, thì cảm giác là tò mò muốn mở bịt mắt ra và nhìn trước mặt luôn xem là ai. Cảm ơn em. Anh ơi, ở bên này có trường hợp rất là lạ. Đó sao chính em? Là sau khi chạm vào bạn nam, có một số thứ tuột xuống nhất định. Đầu tiên, bạn nữ số 1, có thể là do hồi hộp thì nhịp tim nó cũng tuột, anh đâu có biết được.
Bạn nữ số 1 ban đầu nhịp tim là 91, sau khi chạm vào bạn nam xong còn 73. Bạn nữ số 3 thì nhịp tim ban đầu là 59, và sau khi chạm xong tuột nhẹ còn 56. Vậy là cả hai cô gái bên đó nhịp tim đều tuột xuống phải không? Dạ. Ngược lại hoàn toàn với anh chàng bên đây. Đầu tiên nhịp tim là 64, sau khi chạm vào cô gái số 1 xong thì nâng lên là 72. Và sau khi chạm vào cô gái số 3 xong thì nhịp tim lên là 84. Ái chà. Em nghĩ là do là nhịp tim bên này chắc nó tuột xong nó chạy ra bên đó rồi đó anh. Đúng, chắc vậy quá. Nè, cười cái gì, bây giờ tới phiên em đây nè. Dạ. Em phải cân nhắc, em lựa chọn một trong hai cô gái đó để gặp gỡ mình ở cái giai đoạn cuối cùng. Còn một cô mà em nghĩ rằng là ít phù hợp với mình hơn thì dạ, sẽ phải chia tay với chúng ta. Bắt đầu suy nghĩ từ bây giờ đi nha. Và anh dạ, sẽ dành cho em ít phút trước khi chúng ta quay lại cùng với quý vị khán giả. Quý vị đang mến, những giây phút nhắm mắt để cho con tim lên tiếng đã trôi qua rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ biết xem là bạn nam sẽ chọn giữ ai ở lại và để cho ai ra đi. Mời Hải để tay vào nút. Bắt đầu. Tại vì từ đầu em nghe thấy giọng của cô gái cũng rất là dễ thương, em cũng có chút cảm tình cho cô gái đó rồi. Và khi mà cái cảm giác được chạm vào tay, chạm vào môi cô gái ấy thì em cũng thấy rất là hồi hộp. Về cô gái số 2 thì đúng là cô gái số 2 chạm vào bàn tay em cũng cảm giác được sự mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Và đó là cô gái số 3. Mời Hải. Chào em. Nãy em có nói là em muốn bỏ ngay cái mắt để nhìn xem cái người trước mặt mình là ai phải không? Dạ. Vậy chàng trai ấy đây, em thấy thế nào? Anh đúng với cái suy nghĩ và cũng như là cái cách trao đổi thì em cũng có phần hình dung ra được anh là người thế nào. Dạ. Và hy vọng là chúng ta sẽ có một cái buổi gặp mặt đẹp ngày hôm nay. Dạ. Quá là tiếc luôn, bởi vì em đã phải cân nhắc rất là nhiều giữa hai cô gái. Nhưng mà tại vì chương trình bắt buộc phải lựa chọn một thôi, thế nên đấy là cái quyết định, cái bắt buộc mà em phải lựa chọn thôi. Em rất là tiếc. Anh cũng để mà đưa ra một cái phương án là chọn em và cô gái số 1, anh rất là phân vân. Từ trước đến giờ anh có hai cái lần lựa chọn, là một lần là thi đại học anh đậu hai trường, một trường sân khấu điện ảnh, một trường cảnh sát, thì sau đó anh đã cũng phân vân nhiều lắm. Rồi lần thứ hai là bây giờ chọn trong hai cô gái, tại cũng rất là khó. Nhưng mà em thì về công việc, về sự nghiệp, mọi thứ đều rất là ok, là một cô gái lý tưởng để cho mọi chàng trai. Nhưng mà anh nghĩ là cũng vì cái đấy mà có thể là nếu như quen em, anh sẽ phải cố gắng, anh sẽ phải gồng mình, sẽ không được thoải mái như là ở cô gái số 1. Cảm ơn các em đã thành thật chia sẻ về những cái suy nghĩ của mình dành cho đối phương. Tạm biệt em gái số 3 tại đây, chúc em sớm tìm được cho mình một mảnh ghép còn lại nha. Dạ, em cảm ơn. Nào Hải, đưa cô ấy đi. Em thấy cả hai chàng trai tham gia hôm nay đều tốt, đều là một cái mẫu người mà tất cả những bạn gái đều ao ước. Theo như kinh nghiệm của riêng cá nhân bản thân em, và cũng là một người mà làm kinh doanh, thì ngay từ ban đầu là khi biết hai chàng trai đều sinh năm 90 thì em, đây là một cái điểm mà em cảm thấy là không phù hợp đối với bản thân em. Tại vì những mối tình trước em quen, một trong những lý do chia tay cũng là các anh sinh năm 90.